Trời ơi, lâu lắm rồi chị mới mặc một cái áo màu đen, nhìn mình nó rất là khác luôn á. Bạn nào ở nhà có nuôi thú cưng á thì sẽ hiểu tại sao mà tụi mình không bao giờ có thể mặc được màu đen hết. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Trinh. Ở đây có bạn nào tự xưng mình cho hệ skincare mà ở nhà không có đủ một chai BHA không? Comment bên dưới, thú nhận liền ngay lập tức. Trong video ngày hôm nay thì Trinh sẽ giúp mọi người lựa chọn được những cái sản phẩm BHA sao cho chất lượng tốt nhất, phù hợp với loại da, nhu cầu da của mọi người, và đặc biệt còn hướng dẫn mọi người rất là chi tiết cái cách sử dụng cũng như là khuyến cáo như thế nào. Đặc biệt đến cuối video thì mọi người còn có cơ hội được nhận quà, đó là BHA full size 2% đến từ một trong những cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng trên thế giới luôn. Ok, trước khi đi chi tiết vào phần sản phẩm thì Trinh sẽ nói qua một chút xíu về những cái đặc điểm nổi trội nhất của BHA để mọi người có thể hiểu tại sao đây là cái thành phần mà được săn lùng nhất hiện nay ha. Mọi người thường hay quen miệng gọi là BHA, nhưng mà nếu mà chính xác hơn thì tụi mình phải gọi là salicylic acid thì mới đúng. Đây là một loại beta hydroxide acid, để viết tắt là BHA. Thì BHA có những công dụng như thế nào? Thứ nhất đó là công dụng tẩy da chết. Nó sẽ đi sâu vào trong lỗ chân lông của mọi người để làm phá vỡ cái sự liên kết giữa các tế bào chết nằm sâu bên trong lỗ chân lông, hạn chế cái tình trạng bít tắc. Mà bít tắc lỗ chân lông là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây nên mụn, đúng không? Công dụng thứ hai của BHA là kháng viêm, làm giảm cái sự viêm nhiễm ở trong lỗ chân lông do sự cấu kết của da chết, bụi bẩn và dầu thừa. Công dụng thứ ba đó là kháng khuẩn, nó có khả năng chống lại một số các vi khuẩn gây mụn nhưng mà ở mức độ nhẹ thôi. Cho nên BHA dùng trong một cái routine điều trị mụn nó sẽ dừng lại ở mức là hỗ trợ hơn là điều trị. Cuối cùng là một cái fact mà chính nghĩ không có quá nhiều bạn biết về BHA đâu, thì BHA nó có khả năng ngăn chặn tia cực tím mọi người, nghĩa là nó có khả năng chống nắng tự nhiên. Nhưng mà cũng không vì cái phát này mà Trinh tùy tiện sử dụng hoặc là khuyên mọi người là sử dụng BHA vào ban ngày để chống nắng. Bản chất á, thì nó vẫn là một loại tẩy da chết hóa học. Ok, thì BHA tốt là như vậy, cho nên là người người nhà nhà đổ xô sản xuất ra BHA. Thật sự là không hề khó để tìm mua được một sản phẩm BHA trên thị trường hiện nay mọi người, cả trong và ngoài nước, Hàn Quốc nè, đến từ Mỹ nè, thậm chí là nội địa Nga, rồi nội địa Trung. Trời ơi, nhiều kinh khủng luôn. Nhưng mà mọi người phải biết là BHA thì cũng có BHA this, BHA that. Không phải là chỉ cần chứa BHA thôi là nó có công dụng tương tự như nhau. Không phải là mua BHA về xong rồi kiểu trộn như trộn bánh tráng trộn là xài được nha mọi người. BHA ở mỗi một brand khác nhau nó sẽ khác nhau về cái chất lượng của chính cái thành phần BHA đó, đồng thời nó sẽ khác nhau nhất là ở cái công nghệ sản xuất. Đây là cái điểm mà định vị brand này tốt hơn brand kia. Điểm này Trinh cũng đã có nhắc mọi người rất là nhiều lần rồi, cho nên là khi mọi người lựa chọn thì phải cân nhắc rất là nhiều yếu tố khác nữa, chứ không phải là chỉ cần bản thành phần gắn đại cái mác là 2% BHA là tốt đâu nha mọi người. Có những cái thật sự là Trinh xài chán không thể tả luôn, chả có một công dụng quá gì luôn á. Bây giờ nhắc đến cái những cái hãng nổi tiếng mà có sản phẩm chứa BHA đi, thì Trinh thật sự là Trinh chưa thấy có một cái hãng nào mà chứa đa dạng các cái loại sản phẩm BHA đến như vậy luôn. Từ những cái texture khác nhau nha, từ liquid cho đến serum cho đến lotion, và từ nồng độ thấp nhất 1% cho đến nồng độ cao ngất ngưỡng là 9%. Chưa có một cái brand nào mà chứa đa dạng BHA như vậy như là Paula's Choice cả. Thì nhắc đến Paula's Choice thì chắc là không ai không biết đến cái chai 2% BHA liquid này làm dậy sóng gọi là cộng đồng skincare thế giới luôn á. Paula's Choice là ra đời từ năm 1995, là một trong những cái thương hiệu dược mỹ phẩm cực kỳ nổi tiếng ở trên thế giới. Họ nổi tiếng vì cái công nghệ mà họ bỏ vào khi sản xuất ra sản phẩm. Năm 2000, cái sản phẩm 2% BHA liquid này ra đời đã đánh dấu một cột mốc cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của thương hiệu đến bây giờ luôn. Đặc điểm chung của các sản phẩm nhà Paula's Choice là sẽ hướng đến tính hiệu quả nhưng mà phải an toàn. Đây cũng là một cái điểm mà Trinh đã nhắc tới trong một video lần trước rồi. Điểm mà Trinh thích nhất ở các sản phẩm của Paula's Choice là ở các bản thành phần rất là đẹp, bỏ qua những cái thành phần mà có khả năng gây kích ứng cao. Bản thành phần đó rất là tinh gọn, nhưng mà thành phần nào là đáng giá thành phần đó. À, có một cái điểm Trinh rất là thích của nhà Paula's Choice nữa là hãng rất là thường có những cái sản phẩm mini size, giống như cái chai 2% BHA liquid này nè, thì full size là 118ml, nhưng mà mọi người có thể mua cái chai 30ml rất là xinh luôn, dễ để mà mọi người có thể quyết định mua về và dùng thử. Nếu mà hợp thì mình hãy mua full size. Chính thấy là cũng không có quá nhiều hãng có cái concept này. Chính thấy là không có một cái thương hiệu nào thích hợp hơn để đem vào video này bằng Paula's Choice. Trong này thì Trinh sẽ review cho mọi người tất tần tật bốn cái sản phẩm BHA của nhà Paula's Choice, từ nồng độ thấp nhất đó là 1% đến cái bạn 2% đình đám, đến 4% và cuối cùng trùm cuối là
100%. Trinh sẽ review hết từ thành phần nè, từ texture nè, công dụng ở trên da của mình nè, và recommend cho mọi người là loại da nào thì nên sử dụng bạn nào, cũng như là cách dùng của nó như thế nào để cho nó hiệu quả nhất, an toàn nhất. Cho nên là mọi người nhớ là tiếp tục theo dõi đến cuối video, và đặc biệt đến cuối video thì đây chính là nhân vật mà Trinh sẽ giveaway lại cho mọi người. Nguyên 1-2% hết ta liquid phun sáng là Calm 1% BHA Lotion Exfoliant. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đến cái bạn 1% này trước. Theo như cá nhân của Trinh đánh giá thì với cái nồng độ BHA 1% gần như là cái nồng độ thấp nhất và bắt đầu có công dụng ở trên da, cực kỳ phù hợp với những bạn nào mà muốn bắt đầu tập làm quen với BHA. Đặc biệt là bạn này thì không cồn, không hương liệu, không chất tạo màu, cho nên các bạn có da nhạy cảm thì cũng dùng được luôn. Nhắc đến cái tên lotion thì mọi người sẽ biết được là cái chất của bạn này nó hơi sệt sệt á, cho nên là cái phân tử của nó sẽ lớn hơn so với những cái loại serum hay là ampoule. Vì vậy cái tính thẩm thấu vào sâu trong da của nó cũng thấp hơn. Điểm này sẽ giúp sản phẩm giảm lại cái khả năng kích ứng, nên là càng phân tích về thành phần cũng như là chất liệu của sản phẩm thì Trinh thấy cái bạn Calm 1% BHA lotion này á, thực sự là quá thích hợp cho những bạn nào mà beginner và da nhạy cảm. Đây cũng là sản phẩm mà Trinh thích nhất để sử dụng trong routine hàng ngày của mình. Một mặt thì để tẩy da chết, một mặt thì để hạn chế mụn mất, nhưng mà nó vẫn rất là đủ êm dịu để sử dụng hàng ngày. Chất của bạn này là lotion đó mọi người, cho nên là cái khả năng cấp ẩm của nó khá là ok, cộng thêm với những cái thành phần bổ sung có khả năng cấp ẩm chống oxy hóa như là chiết xuất trà xanh nè, beta glucan nè, allantoin. Cho nên là khi dùng bạn này thì chúng sẽ bỏ qua cái bước serum cấp ẩm luôn, tại vì da mình thì cảm thấy nó đã khá là đủ ẩm. Và một mặt khác, khi mà mình dùng BHA trần như vậy thì nó cũng sẽ giúp cho cái hiệu quả của BHA phát huy được tốt hơn. Nên nếu mà chúng dùng bạn này vào buổi tối thì sau khi dùng bạn này xong thì chúng sẽ đi thẳng tới bước kem dưỡng luôn. Còn bạn nào mà kiểu sợ bị bong tróc thì có thể bổ sung thêm những cái sản phẩm mà có thành phần như là HA nè, niacinamide nè, hoặc là peptide trong cái routine của mình mà da có thể căng mức hơn ha. Nhưng mà mỗi lần mà Trinh xài các bạn 1% lotion này xong, cái da của Trinh nó mềm kinh khủng luôn á. Tuy là 1% nha, nhưng mà những bạn nào mà mới bắt đầu tập sử dụng thì vẫn nên lưu ý những điểm sau. Thứ nhất là mọi người phải gia tăng cái tần suất sử dụng dần dần. Đối với da của Trinh là khá quen với treatment rồi, cho nên Trinh có thể sử dụng ngay hàng ngày được luôn. Nhưng mà bạn nào mà chưa bao giờ sử dụng BHA, mới đầu thì mình có thể sử dụng tầm khoảng 1 đến 2 lần một tuần trước, sau đó thì mình sẽ tăng cái tần suất lên 3 đến 4 lần, sau đó thì từ từ hãy tăng lên là sử dụng hàng ngày để cho da mọi người có đủ thời gian để thích nghi ha. Và một cái điểm nữa là tuy chỉ có 1% thôi, nhưng mà mọi người vẫn có thể gặp những cái hiện tượng là da bị bong tróc hoặc là lên mụn. Nhưng mà Trinh chỉ muốn cho mọi người biết đây là một cái hiện tượng rất là bình thường thôi, đây là hiện tượng lên mụn phản ứng chứ không phải là kích ứng. Nếu mà mọi người kiểu sợ thì mọi người cứ tiếp tục sử dụng ở những cái vùng da nhỏ như là dưới cằm nè, thậm chí là cánh tay luôn, rồi mình có thể ngưng một thời gian, sau đó thì mình xài trở lại. Tức là mình không có dựa vào cái đặc điểm nồng độ của nó thấp, nhưng mà mình phải dựa vào cái đặc điểm phản ứng trên da của mình như thế nào nữa ha. Bạn 2% BHA Liquid Exfoliant, đây là cái sản phẩm mà Trinh nói ra đời vào năm 2000, đã đánh dấu tên tuổi của nhà PolarChoice. Bạn này thì có một cái phiên bản dạng gel nữa, mọi người sẽ thấy là cái màu packaging của nó khá là tương tự nhau, nó chỉ khác cái thân chai một chút xíu thôi. Cá nhân của Trinh dùng thì Trinh thấy là cái công dụng của hai bạn đó khá là tương tự với nhau, thành phần cũng vậy luôn, cho nên là mọi người lựa chọn thì tùy theo cái nhu cầu da của mình thôi, chứ Trinh thấy là bạn nào cũng có công dụng tương đương với nhau. Bạn liquid này thì sẽ phù hợp với những bạn sử dụng nhiều lớp trong một skincare routine, tại mình xài liquid xong thì mình vẫn có thể tiếp tục xài serum, xài kem dưỡng. Còn những bạn nào mà kiểu không thích lít kích nhiều bước thì xài hẳn cái bạn gel 2% luôn, rồi bỏ qua cái bước serum và đi thẳng tới bước kem dưỡng luôn. Và cái dạng gel như vậy thì nó cũng sẽ thích hợp cho những bạn da dầu, da hỗn hợp thiên dầu, nếu mà mọi người không muốn bôi quá là nhiều lớp. Trong một video Trinh so sánh cái bạn 2% BHA này của nhà PolarChoice với một cái sản phẩm 200 BHA khác thì Trinh cũng có nhắc với mọi người là cá nhân của Trinh thì Trinh thích sử dụng cái bạn PolarChoice này hơn, tại vì cái tính hiệu quả nhưng mà an toàn của nó kiểu giống như ăn chắc mặt bền đó mọi người. Tại vì sản phẩm này thì không có cồn, không có hương liệu, không có bạc hà, cho nên là sử dụng lâu dài kết hợp với cái giống như là daily routine thì mình sẽ không sợ là cái hàng rào da của mình nó bị suy yếu bởi những cái chất dung môi nó mạnh như vậy. Thì cái điểm này cũng thể hiện cái tiêu chí sản xuất của nhà PolarChoice rất là rõ luôn á mọi người, tức là sản phẩm thì phải hiệu quả nhưng mà đề cao cái vấn đề an toàn. Chính vì vậy mà nó cũng sẽ phù hợp với nhiều loại da khác nhau hơn, dễ chiều lòng hơn. 2% là nồng độ vàng trong làn BHA rồi, cho nên là cái khả năng làm sạch da chết cũng như là giảm bít tắc lỗ chân lông thì nó sẽ rõ rệt hơn so với cái bạn 1% này.
Nên là bạn này thì Trinh cũng sẽ recommend cho những bạn mà da dầu, da hỗn hợp, bị nhiều vấn đề về mụn hơn, và có thể sử dụng với tần suất là từ 3 đến 6 lần một tuần. Còn đối với da khô như Trinh á, thì dùng bạn này vẫn khá là đủ ẩm, nhưng mà Trinh sẽ dùng cắt ra một tuần thì Trinh sẽ chỉ dùng tầm khoảng 3 lần thôi. Nhưng mà Trinh cũng không có lạm dụng nha mọi người. Đối với cái bạn 1% BHA lotion này á, thì Trinh có thể sử dụng hàng ngày. Còn cái bạn 2% BHA liquid á, thì Trinh sử dụng cách ngày. Nhưng mà ngày nào mà Trinh sử dụng 1% rồi thì Trinh sẽ không sử dụng 2% và ngược lại, chứ không phải là đi laser BHA nha mọi người. Cái chất của bạn này thì từ cái tên là mọi người thấy nó là dạng đi liquid đó mọi người, nó sẽ sệt hơn nước một chút xíu. Nên cách mà Trinh dùng thì Trinh sẽ cho ra miếng bông, sau đó thì mình sẽ lau đều khắp mặt, tập trung ở vùng chữ T hai bên cánh mũi để hạn chế cái tình trạng mụn đầu đen. Đặc biệt là mọi người có thể dùng như kiểu lotion mask đó, cho ra một cái miếng bông để đắp lotion mask và giữ lại ở bên hai cánh mũi của mình tầm khoảng từ 2 đến 3 phút. Một tuần mọi người làm tầm khoảng 2 3 lần như vậy thì khoảng cỡ 3 4 tuần mọi người sẽ thấy là cái tình trạng mụn đầu đen của mình nó thuyên giảm khá là đáng kể. Dĩ nhiên là mình phải kết hợp thêm một vài cái sản phẩm và cách chăm sóc nữa, chứ không phải là một sản phẩm thì có thể tiêu diệt được mụn đầu đen nha mọi người. Mụn đầu đen là một cái thứ mụn mà rất là ngu xuẩn và rất là cứng đầu. Thành phần bạn này thì có một cái chất cấp ẩm chống oxy hóa mà Trinh rất là thích, đó chính là trà xanh. Rồi không cồn, không hương liệu, không tinh dầu thực vật, không chất tạo màu, cho nên các bạn mà có da nhạy cảm thì cũng sử dụng được luôn. Chỉ cần lưu ý là các bạn phải kiểu quen với BHA một chút rồi thì hãy xài thẳng tới bạn này ha. Thì với một cái kết cấu liquid như vậy cộng thêm những cái thành phần cấp ẩm chống oxy hóa, và nền của sản phẩm này là butylene glycol, cho nên cái cảm giác ở trên da dầu, đặc biệt là da quá dầu á, thì nó sẽ không được khô thoáng như là những cái sản phẩm BHA mà có nền cồn. Nhưng mà đối với cá nhân của Trinh đó thì Trinh sẽ thích cái điểm này hơn, tại vì nó giữ lại độ ẩm trên da của mình tốt hơn. Còn đối với các bạn da dầu mà kiểu sợ nặng mặt á, thì sau bước này mọi người chỉ cần bôi một cái lớp gel dưỡng mỏng nhẹ thôi thì sẽ ok là. Tương tự như bạn 1% BHA lotion này thì Trinh cũng sẽ recommend mọi người sử dụng các bạn 2% BHA liquid này trong routine hàng ngày của mình để vừa giảm mụn nè, vừa ngừa mụn và vừa hỗ trợ làm sáng da. Ok, tới sản phẩm BHA thứ ba của nhà Paula's Choice thì bây giờ nồng độ đã lên đến 4%. Bạn này có tên là Advanced Pore Refining Treatment 4% BHA. Đây là cái level khá là cao nên là mọi người không có nên sử dụng thường xuyên như là các bạn 1% và bạn 2% mà Trinh review ở trên nha. Và đây cũng là một cái sản phẩm khá là mới đối với cá nhân của Trinh. Với chất liệu sản phẩm là dạng serum cho nên là cái phân tử của nó cũng sẽ nhỏ hơn so với dạng lotion hay là dạng liquid. Vì vậy nó cũng sẽ đi sâu hơn vào bên trong da của mình, dễ gây kích ứng hơn. Cho nên là Trinh chỉ khuyên bạn này á, thì dùng dành cho những bạn mà phải có vấn đề nhiều về lỗ chân lông nè, lỗ chân lông to nè, bị nhiều mụn nè, da thì phải khỏe một chút, ở da dầu, da hỗn hợp thiên dầu, hoặc là những cái làn da mà đang gặp vấn đề về lão hóa. Còn đối với da khô và nhạy cảm như Trinh á, thì Trinh sẽ phải rón rén một chút xíu. Trinh sẽ dùng là tầm khoảng từ 1 đến 2 tuần thì Trinh mới sử dụng một lần. Lần đầu sử dụng á, mọi người kiểu Trinh cũng chuẩn bị tâm lý là nó sẽ chăm chích, nó sẽ rát lắm, nhưng mà lạ kỳ thay khi mà bôi lên da thì Trinh thấy là không hề bị cái gì hết. Lúc đó Trinh nghĩ trời chắc da mình đã trâu rồi chăng, nhưng mà tầm khoảng từ 3 đến 5 phút sau thôi là Trinh thấy da của mình nó bắt đầu nó nóng lên, nó đỏ lên đó mọi người, và lỗ chân lông là nó lồ lộ luôn, tại vì giống như là nhiệt độ cơ thể của mình nó tăng lên thì nó làm cho lỗ chân lông giãn nở ra. Thì lúc đó Trinh chỉ cần đắp thêm mấy kem B5 lên thôi là cảm giác da của mình nó dịu lại ngay lập tức luôn. Thì cái lúc đó thật sự với mọi người là Trinh sợ lắm luôn á, Trinh sợ ngày hôm sau là da mặt mình nó sẽ bung bét, nhưng mà không hề mọi người, chỗ ngày hôm sau cái da của Trinh nó căng bóng dã man luôn. Đây là lần đầu tiên Trinh sử dụng một cái sản phẩm BHA mà Trinh có một cái hiện tượng căng bóng da như vậy. Hồi xưa giờ mọi người cứ nghĩ là BHA chỉ hỗ trợ lỗ chân lông và mụn đầu đen thôi đúng không mọi người, nhưng mà bạn này á thì bên cạnh 4% BHA còn có những cái thành phần hỗ trợ rất là tốt trong việc làm căng bóng da và hỗ trợ chống lão hóa. Thành phần rất là xuất sắc luôn, có HA nè, có peptide nè, có niacinamide và có vitamin C nữa mọi người. Thì peptide là thành phần vàng tăng cường tái tạo tế bào, làm săn chắc mờ nếp nhăn, dĩ nhiên không thể thiếu. Trong này thì có thêm trà xanh cấp ẩm chống oxy hóa nữa. Thành phần thì cũng không cồn, không hương liệu, không chất tạo màu, không tinh dầu thực vật, cho nên là bạn nào mà kiểu muốn tăng đô thì vẫn có thể sử dụng bạn này ngay cả da nhạy cảm. Nhưng mà phải lưu ý hết sức về cái tần suất sử dụng nha. Trinh nghĩ là không nên sử dụng quá một lần một tuần đó mọi người. Thì mọi người thấy là cái chai serum này nó sẽ bé hơn so với cái chai liquid và chai lotion đúng không? Tại vì nó là serum á mọi người, cho nên là dung tích của nó chỉ có 30ml thôi, nhỏ nhưng có vỏ. Nhưng mà Trinh thích cái packaging này dã man luôn á, Trinh thích cái màu của nó nè và cái vòi bấm của nó. Trời ơi, cái vòi pump của nó xịn thật sự luôn. Đáng yêu. Ok,
tới trùm cuối. Trên tay của Trinh là sản phẩm Skin Perfecting BHA 9% Salicylic Acid. Đây là cái sản phẩm chứa BHA nồng độ 9%, là cái nồng độ theo như Trinh biết là cao nhất trên thị trường hiện nay, và cũng là cái nồng độ cao nhất mà Trinh đã sử dụng từ trước giờ. Phải nói thật với mọi người là lần đầu kiểu Trinh xài mà vừa xài vừa run luôn á mọi người. Nhưng mà may là em này được bổ sung khá khá các cái thành phần vừa cấp ẩm vừa làm dịu như là yến mạch hay là arginine. Và đặc biệt á, thì đối với bạn này hãng chỉ khuyên là mọi người sử dụng như là spot treatment thôi, nghĩa là mình chỉ bôi vào đúng những cái vùng mà mình cần hỗ trợ điều trị, chẳng hạn như là những cái vùng mà mụn bị sưng đỏ lên, đặc biệt là sưng đỏ nha, chứ không phải là sưng viêm nha mọi người. Nếu mà sưng viêm á, thì mình nên sử dụng những cái loại kháng viêm nó sẽ tốt hơn, như là benzoyl peroxide hay là clindamycin ha. Thì ngoài bôi lên những cái vết mụn sưng đỏ như vậy á, mọi người có thể bôi vào hai cái bên cánh mũi của mình nè, để khắc phục cái tình trạng mụn đầu đen cực kỳ tốt luôn. Cái chất của bạn BHA9 này á, thì Trinh đánh giá là nó nằm chính giữa cái chất của bạn serum với lại cái bạn liquid này mọi người. Nó sẽ dày hơn cái bạn liquid này một chút, nhưng mà nó sẽ mỏng nhẹ hơn cái bạn serum này một chút, nó hơi sền sệt một chút thôi. Nên là khi mà mình sử dụng á, thì mình lấy một ít thôi ra đầu ngón tay của mình chấm vào những cái vết mụn sưng đỏ hay là hai bên cánh mũi, đó mình massage nhẹ nhàng để cho cái chất sản phẩm nó thẩm thấu vào trong da. Mỗi lần mà mình dùng thì chỉ cần lấy chút xíu thôi, cho nên nhìn cái chai viral như chai nước hoa vậy thôi, chứ mà Trinh nghĩ mọi người phải dùng được ít nhất từ 3 đến 5 lần, thậm chí là 7 lần, tùy theo mọi người có bao nhiêu spot ở trên mặt để mà trắng ha. Đây là cái chai của Trinh còn tầm khoảng một nửa sau khi Trinh dùng tầm khoảng cỡ 3 lần rồi. Mà hình như là mọi người cũng chỉ có thể mua được một cái dung tích bé xinh như là cái chai viral nước hoa như vậy thôi. Trinh sẽ kiếm link bên dưới để mọi người có thể tham khảo nha. Nói chung là Trinh dùng bạn này á, thì chủ yếu là để chấm vào những cái nốt mụn sưng. Trinh chấm ngày hôm nay á, thì ngày hôm sau là nó xẹp hẳn và nó đỡ đau rát hẳn luôn. Và dĩ nhiên Trinh cũng sẽ kết hợp thêm một số các cái chất kháng sinh hoặc là PPO nếu mà cái mụn của mình nó theo kiểu viêm nhiễm chứ nó không đơn thuần là sưng nữa. Nhưng mà khi mà chấm bạn này đối với một cái mụn sưng thông thường thôi thì Trinh cảm giác là nó sẽ làm xẹp nhanh hơn rất là nhiều. Đối với những sản phẩm BHA bình thường thì mọi người nên sử dụng vào buổi tối, nhưng mà đối với bạn BHA9 này á, là mọi người phải sử dụng vào buổi tối nha mọi người. Mình sẽ sử dụng ngay sau bước toner, sau đó thì mình sẽ chấm lên những cái vùng mà mình cần điều trị, rồi mình massage thoa một cái lớp nó mỏng thôi mọi người, mỗi cần lấy một chút xíu thôi, mình massage để cho nó thấm hết vào da là được. Và mọi người có thể test bằng cách là sử dụng một cái vùng rất là nhỏ thôi, sau đó thì mình thấy không có quá chăm chích hay là không có bị phỏng thì mình sẽ bôi lại những cái vùng đúng mà mình cần điều trị. Với lại mọi người có thể bôi ở vùng mắt cũng được, nhưng mà hạn chế đừng có cho vào mắt thôi. Cá nhân của Trinh thì Trinh sẽ tránh bôi ở cái vùng mắt. Với tần suất sử dụng thì Trinh thấy là mọi người có thể sử dụng tới 3 lần một tuần. Mọi người có thể chấm vào những cái vết mụn sưng để mà nó mau sẹp hơn, rồi sau đó thì mình sẽ gia tăng cường độ lên, nhưng mà Trinh thấy 3 lần một tuần là perfect. Nhớ nha, cái này giống như là kiểu thuốc á mọi người, cho nên là đừng có tùy tiện bôi nha. Mình chỉ bôi khi mà thật sự mình có cái vấn đề mình cần phải treat thôi, chứ đừng có kiểu bôi lấy bôi để bôi nguyên cả mặt luôn á. Ok mọi người, vừa rồi Trinh đã review cho mọi người 4 sản phẩm BHA của nhà Polar Choice. Mọi người có biết có một điểm thú vị nữa là Polar Choice cũng có sách nữa đó mọi người. Thì bản thân bà Polar Pegun, không biết đọc có đúng tên hay không, là sáng lập của Polar Choice. Bà là tác giả của hơn 20 đầu sách cực kỳ nổi tiếng, bán chạy với hơn 2,5 triệu bản về các chủ đề chăm sóc da này, chăm sóc tóc nè, cũng như là trang điểm. Thì gần đây Trinh mới mua được một cuốn sách do chính Polar Choice Việt Nam dịch luôn mọi người. Thì đây là cái cuốn sách mà Trinh đề cập nè, làn da đẹp nhất trong cuộc đời của bạn bắt đầu từ đây. Đây là cái phiên bản cũ. Thì hiện tại là Polar Choice đã cho ra cái phiên bản mới nhất rồi. Trinh thì đang đọc dở dang cái phiên bản mới nhất, nhưng mà kiểu Trinh đang rất là nóng lòng nên là cũng muốn sẵn cái video này thì Trinh review một chút xíu về cuốn sách này cho mọi người, để bạn nào có hứng thú đọc á, thì Trinh sẽ để link mua bên dưới ha. Cá nhân của Trinh thì cũng có đọc qua một vài cái đầu sách về skincare, mà khi mà đọc cái cuốn sách của bà Polar thì Trinh thấy là nó rất là khác biệt, tại vì nó kiểu giống như là cung cấp cho mình những cái thông tin vừa cần thiết vừa tập trung, không có bị lan man, nhưng mà đều là những cái kiến thức rất là khoa học về dưỡng da. Khi mà đọc cuốn sách này á, thì thứ nhất là mọi người sẽ hiểu thêm về dưỡng da nói chung và hiểu được về cái làn da của mình nói riêng luôn. Và đặc biệt trong sách á, thì sẽ chia ra nhiều chương khác nhau theo nhiều chủ đề khác nhau, sẽ hướng dẫn cho mọi người cái kiến thức sâu hơn về những cái chủ đề nhất định, cũng như là cái cách khắc phục khi mà mình mắc phải một trong những cái vấn đề về da đó, chẳng hạn như là da dầu, da nổi mụn, da khô, là như
thế nào, thậm chí là có những cái vấn đề liên quan đến vùng da mắt, chăm sóc bọng mắt, thâm mắt nói riêng và kiểu thâm nám toàn da mặt nói chung. Chính thấy là cái phiên bản mới này thì đọc nó dễ hiểu hơn so với cái phiên bản cũ, giống như là những cái câu chữ của nó bớt hàn lâm hơn mọi người, nên là khi mình đọc thì nó rất là dễ hiểu. Mình có thể sử dụng như là một cái cuốn từ điển để tra cứu á mọi người, chẳng hạn như mỗi lần mà mình gặp cái vấn đề về da nào xong rồi mình mở sách ra mình xem coi là cái cách để mà mình giải quyết nó như thế nào. Giờ mọi người không cần phải đi đâu xa để tra cứu là BHA có tốt hay không, BHA sử dụng có hại không. Ở trong cuốn sách này nó có đủ hết luôn á mọi người. Mọi người thấy cuốn sách này nó dài không? Nó dài như là cái cuốn textbook hồi xưa trên đi học vậy đó. Nhưng mà cái giá của nó thì rất là hợp lý. Cho nên thay vì mọi người phải tra cứu lan man kiến thức ở trên Google, gặp phải những cái nguồn kiến thức không đúng, thì mọi người hãy mua cuốn sách này để mà mình có một cái nguồn tư liệu vừa chính xác, vừa dễ hiểu, dễ tra cứu nữa. Cho nên là Trinh rất là recommend mọi người mua về để mà có thể tự thiết kế cho mình một cái quy trình skincare routine sao cho chuẩn khoa học nhất nha. Đây xứng đáng là một cuốn sách gối đầu giường của tất cả skincare lover. Trinh sẽ để link mua bên dưới nha.